Sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết Phần 192 Chúng ta không phải là chủng người duy nhất từng tồn tại trên trái đất Trong quá khứ, tổ tiên của chúng ta đã chung sống với ít nhất 8 chủng người khác nhau Đây là người lùng Hobbit Chủng người này được đặt tên như vậy Vì chiều cao trung bình của họ chỉ khoảng 1 mét Nhưng họ lại có đôi bàn chân to lớn dị thường Người lùng Hobbit tuyệt chủng vào khoảng 50.000 năm trước Tất cả những gì còn lại về chủng người này Được tìm thấy trong một chiếc hang trên đảo Flores ở Indonesia Không rõ nguyên nhân gì đã khiến họ tuyệt chủng Nhưng tổ tiên của chúng ta là người tinh khôn Được xác định là đã có mặt trên hòn đảo này vào thời điểm mà người lùng Hobbit biến mất Tiếp theo là người Neanderthal họ tồn tại song song với tổ tiên của chúng ta trong suốt một khoảng thời gian rất dài cho tới thời điểm 25.000 năm trước thì họ đột ngột tuyệt chủng một cách cực kỳ bí ẩn có giả thuyết cho rằng tổ tiên của chúng ta đã xóa sổ chủng người này trong quá trình mở rộng lãnh thổ Neanderthal còn có một người anh em đó là người Denisova họ có bộ gen khá tương đồng với người Neanderthal giống như Neanderthal thì người Denisova cũng có một hộp sọ phẳng hàm dưới nhô ra và phần trán dốc xuống tuy nhiên điểm khác biệt là gương mặt của họ rất rộng và to họ sinh sống trải dài từ Siberia cho tới khu vực Đông Nam Á của chúng ta ngày nay mặc dù đã tuyệt chủng vào khoảng 30.000 năm trước nhưng tổ tiên của chúng ta đã phối giống với họ và kết quả là một phần nhỏ dân số thế giới hiện nay đang có trong mình 3 đến 5% DNA của người Denisova.